Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tật Vinh My. Rất vui được gặp lại các bạn trong clip khu vui chơi của mình. Hôm nay mình làm khu vui chơi cũng là bắt 6 rồi. Hiện tại chỗ mình đang ồn nên mình nói hơi nhỏ, các bạn không nghe được cũng thông cảm cho mình nhé. Chỗ mình hiện đang rất là ồn nha, các bạn thông cảm cho mình. Rồi, hôm nay mình làm khu vui chơi nha. Em đây nha. Khu vui chơi là phải chơi đúng không các bạn? Rồi, giấc. Ai sẽ là đối thủ của mình đây? Rồi, con em xinh tươi, nhân chơi. Rồi, quyết định là một bà già. Một bà già cầm kiếm. Xịt quả coi. Smoker, có smoker nè các bạn ơi. Có lao rồi nữa, rất là ngon. Ui, mắc nhiều hâu. Ngon đấy. Để mình thêm 200. Đấy, thêm vừa vừa thôi, không thấy mình thêm nhiều quá nó sợ. Sợ nó chạy nữa các bạn ơi, mình chơi cái này mình sợ người ta chạy lắm. Không biết các bạn nghe mình nói không chứ. Hiện tại chỗ mình toàn nghe người ta nói cơ mà, chứ mình không có nghe mình nói. Không biết các bạn nghe được mình nói không? Xong rồi đó, vậy được rồi các bạn ơi. Rồi, chỗ nào ta? Cái này là thêm mà, cái này nhường. Rồi, nhường nó đi. Cho nó chọn đi. Rồi, giấc. Ui, có mắt diều hâu, không lẽ mình thua các bạn? Ui, sự bên nó cũng có mắt diều hâu. Bên nó cũng có mắt diều hâu nhưng mình không có sợ. Bên mình có smoker đây. Ui, có cái búp nổ rồi, nói chung trận hình là trận hình ngon rồi. Rồi, 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 ngon ấy. Cây da lên trước đi. Mắt diều hâu ra đây, smoker ra giữa. Mắt diều hâu nè. Ui, có cả lao à, có lao thì sợ gì nữa trời. Rồi, được, cho con lao đứng đây đi. Smoker. Ôi, smoker đứng đây cho rồi. Cho con lao đây đi. Giấc. Sao phải xoắn cái đứa này các bạn nha. Mình là dân chơi vô tật Vinh My mà. Ủa, à, bên nó tấn công trước à. Vậy là bên nó được đánh trước. Ui, biết vậy mình đưa nổ cho mình được rồi. Mày hả con, mày hả con. Ui giời. Có cả thằng Fukuro bên CP9 nè. Cái thằng này mình ghét, mình hận nó lắm. Nó có chiêu khiêu một giòn mình hơi bị ghét nó luôn á. Rồi nó có nổ được kìa các bạn. Thế là toi đó. Ui giời, đằng cây da trước nó chết toi rồi. Ui chị chán nha. Chán nha. Có nổ chưa? Rồi có nổ kìa các bạn. Rất tiếc là cái sau cái đồng phao của mình thì nó lại bị mất cái khiên kia đi. Uổng quá. Ừ hay quắm, cây da là được miếng máu rồi. Hồi máu cây da ơi, mày sắp chết rồi kìa. Mày hồi máu rồi, nó đánh trước mình mới đau ấy nhá. Ui trời ơi, ăn cám rồi. Mày phao vừa vừa thôi, mất gì đâu ơi, để cho tao sống với. Ui da, sao nó được phao trước kìa ấy. Nó ra tới tui mình nhá. Vàng xạo thì ghét. Thôi thôi, mình có cảm giác không ổn các bạn ơi. Lao ơi, mày có nổ chưa? Nãy giờ sao mày chưa có nổ nữa? Hình như nãy nó có nổ một lần, nó hồi cho cây da được không? Rồi ăn khói đi. Ăn khói giờ là ý nó bị chát. Thằng mắt diều hâu bị chát. Ngon ngon. Ngon. Trời ơi, nó bảo kích kìa bạn ơi. Ui là phao thật bảo kích phê vãi. Giờ mày khiên một giò thì kệ mà, giá liên quan tới tao. Mày không xin nhé, không xin nhé. Rồi tới lượt mắt diều hâu nó phao rồi đó. Nó bị chán cool thôi á. Rồi cây da mình sắp chết rồi bạn ơi. Thông cảm bạn, mình quên đặng cây da trước rồi chết toi mất rồi. Rồi banh xác rồi. Cây da đã banh xác. Banh xác nè con, kệ mày đó. Rồi phao búp nổ cho búp hồi miễn máu cho thằng Loran đi kìa. Loran hết máu rồi. Đấy, được đấy. Ui xịt mắt diều hâu mình. Tao thách mày, hai đứa mày giết được mắt diều hâu của tao ấy. Mắt diều hâu, phao nó. Ui xịt những cái đòn nó làm gì. Cái đòn gãy ngứa thì làm gì. Gãi ngứa thì làm gì. Thằng kia trắng máu, mày chết với tao. Tuần sau là mày chết với tao. Cây da sợ, mình sợ cây da hồi máu kìa. Cây da nó có nổi, nó hồi máu cho hồi bát kìa. Ăn đòn đây, ừ chết rồi, chết thằng hồn bát rồi. Bây giờ biết ngay nó hồi máu mà. Ui xì. Đắng lòng với thanh niên hồi máu cho anh Giang. Rồi được lắm, mày cứ đợi đấy. Mày cứ đợi đấy, gần chết nha. Thanh niên là bên nào? Mình đây. Rồi mình không biết ai thắng ai thua nhưng mà hiện tại hai thằng mắt diều hâu mình nó đang cân bằng máu. Máu đang sắp xỉ bằng nhau. Ừ chưa chết, chưa chết. Còn một tuần nữa. Còn một tuần, trời ơi nó cũng trắng máu kìa. Vãi. Rồi nó mình chết trước rồi. Rồi mắt diều hâu chết thì coi như đi tông rồi, chứ bờ gì nữa. Ui xịt vãi đẹp á. Cuối cùng mình là người thua cuộc. Đặt sai cái trận hình cây da đằng trước gì không biết. Nó không cây da nó sống, nó hồi được biến nọ nữa rồi. À, thua bạn ơi. Bây giờ thì thằng Mi hát mất chịu không, nó phâu mình dài dài luôn là mình thua rồi. Rồi à, thua rồi. Lao ra mày phâu được cái nào thì phâu giùm tao cái đi. Phâu. Không phâu. Chứ bơ gì. Rồi à, cuối cùng cũng chịu bâu. Rồi à, mất chịu không, nó không xin nhê luôn. Thôi à, mình thua bạn ơi. Trận này mình thua rồi. Nó thắng được, nó được ngàn. Rồi tiếp tục nha. Quá ngu người khi mà mình đặng cái da trước. Mình cứ nghĩ đằng cái da trước nó búp nổ cho mắt diều hâu được á. Ai về búp nổ không được. Rồi tem này toàn là đứa yếu yếu xìu thế này sao mà ăn được.
Rồi kệ, cứ thêm 200 đi. Đấy, mình đi A nhiều mà, mình chơi cho vui thôi. Rồi đối phương bỏ chạy luôn rồi bạn ơi, đúng là đáng thương rồi, những thanh niên bỏ chạy. Mình không biết làm sao mà thanh niên lại bỏ chạy. Thôi đi cha. Rồi có lao nữa hả? Lao mày. Ui da, tem này mạnh các bạn ơi. Thêm 500 đi. Tem mạnh mà sợ gì. Có mấy tầm 1 đồ này nọ, cái này chơi bời sao mà thua được. Cái gì đây? Đậu phộng á, đang được cái tem ngon bỏ chạy mất tiêu. Chơi gian bà cố luôn á. Ghép những mấy cái loại thể loại đó nha. Chơi thể loại, chơi thể loại bỏ chạy. Smoker, Jabra, Grab, Sandy, Frankie, VV, Mr. Bọt. À cho anh. Tem này cũng được nè các bạn. Rồi dứt cái tem này đi. Ngon á. Thêm vài trăm nha. Thêm 200 đi. Thêm 200 cho đánh cho được nhiều. Anh đen cái đặt bao nhiêu vậy không biết. Nó không phải đặt 200 không ta. Mình cũng chả biết nữa. Nó đặt 400 à. 400 thì mình mở thôi được rồi. Dứt. Vậy là quá đủ rồi em. Anh không muốn thua nhiều đâu. Thua nhiều, thua nhiều là mình sẽ càng thua đi ha, coi chứ là chả làm được gì. Rồi được, trận hình này cũng tạm được. Để đúc kinh nghiệm, bây giờ mình đặt VV đằng trước đi. Mr. 1 ở đây. Rồi cho nó đằng trước luôn đi. Mr. 1 xuống đây, Jabra xuống đây. Frankie, ui có Grab nè. Grab cho anh đây đi. Jabra hả? Rồi dứt. Chơi cái tem này luôn, ngại gì. Đối phương đang chuẩn bị à, lâu thế. Rồi dứt. Bên mình đừng tấn công trước chắc rồi. Ui xin lục nhau ha, chi giờ này còn chơi bá con tàu lao này nữa. Rồi mình win chắc các bạn ơi. Nhìn trận hình này sao mình thua nổi. Cái này thì sao mà thua nổi. Đấy, ăn đấm đi. Ăn đấm được hàng dọc luôn các bạn ơi. Mày hả con. Ui tem mình đang tem tấn công thôi à. Tem nó toàn là đứa yếu sinh lý không. Lục dao ha chi này làm được gì. Yếu sinh lý mà nào chơi với ai. Ui kỳ vậy. Xong rồi ráp cũng có nổ hay vậy. Rồi ăn cám bạn ơi. Ông có chiêu một giọt rồi giờ sao đánh ổng. Ăn dân gian bà cố luôn á. Chị Giang ổng có khi ăn giọt nó ra mình cũng chả hiểu luôn á. Rồi được. Được lắm, được lắm. Mình win rồi. Không thể nào mà thua được cái tem này được. Chết đi. Ui đánh mình sát thương thêm nữa. Đánh vừa vừa thôi Jabra ơi. Tao biết mày mạnh rồi. Mày đánh vừa vừa thôi cho người ta chơi với. Gì? Cung cấp oxy vậy. Ranky nó đã thua nó còn cung cấp oxy cho mình nữa bạn ơi. Đúng là nó càng thua lại càng thêm thua. Thằng Abo có nọ rồi kìa. Abo có nọ nhưng mà rất tiếc là bị choáng rồi. Ui dạ nổ khí tăng à. Ui chiêu vậy. Chiêu sầm lao đó em về em chơi với mấy con bạch tuộc nha em đây em đánh giờ đây làm gì. Grab có nọ nè. Rồi mày cứ đánh tao chơi nó thoải mái đây tí tôi trả thù sau. Chết hai đứa này chết. Rồi giờ mình trả thù liền. Nó giết mình một đứa mình giết nó lại hai đứa liền các bạn. Rồi mày cứ ở đó mày chơi với cái khiên một giọt của mày đây nha. Giờ tao coi ba thằng đập hội đồng mày coi mày thua không. Hi hi hi. Rồi mày sức chiêu đi chứ. Ủa sao nó có một khiên một giọt hoài ấy. Chém nó. Chém nó. Grab. Mình đã nói rồi Grab không đọc rap là không làm gì được đâu. Thế mà không nghe lời mình. Không nghe lời mình. Ủa sao nó có khiên một giọt hoài ấy. Hình như cái khiên một giọt này nó. À hết rồi hết rồi hết rồi. Mình cứ tưởng nó còn khiên một giọt nhá. Lẫy luôn á. Gì mà hai tuôn ghê vậy. Ai à chọc tao có nổ à. Mày lèo lắm rồi đấy. Mất tờ vọt phao nó. Ui xin nó có khiên một giọt rồi phao chi nữa. Sao mà số đen dữ vậy. Rồi nó phao mất tiêu rồi. Cuối cùng mất tờ một mình phao quang uổng. Mày trời một giọt vãi. Hên xui tem này mình thua chứ đậu không ông già độc ráp ông có một giọt riết à đánh gì nữa. Rồi chết luôn rồi. Rồi thua bạn ơi. Tem này thảm quá. Ui đấm chết luôn rồi kìa. Rồi thôi tem này không thể nào ăn được rồi. Rồi một giọt nha em cứ đánh anh thoải mái đi. Ui giời thằng Frankie nó full cả được thằng phía sau nữa. Rồi không ổn rồi bạn ơi. Tem mình bây giờ là 1-3. 1-3 sao ăn nổi. Rồi cố gắng. Cố gắng à, mấy đứa này nó búp nổ cho mình nhiều thì càng tốt. Được đấy mình thích đấy. Đấy búp nổ nhiều vô. Búp nổ nhiều vô em. Đó đúng rồi mình win nè bạn ơi. Mình nghĩ là mình win rồi. Không thể nào mà thua được cái trận hình ngu ngốc này được. Thôi đó. Đấy ông Grab gần chết. Hôm nay chắc cũng phải 2 tuần rồi mới chết. Một giọt thôi đánh làm gì cho mệt. Ui sao được có 15 nổ vậy. Rồi tăng nổ cho tao đi em. Lục đạo hay chay có nổ kìa. Không biết nó phong mạnh không biết đây. Ui mẹ ơi mười mấy ca cũng khá ghê đấy. Ui sao chọc nó có nổ chi dây. Mày muốn chết ra rồi đáp. Ui tôi ăn cám luôn. Ui thôi thế này thì thua. Giờ mình phong được có một giọt cho bà gì. À một giọt em ơi đánh làm gì. Hai ông Grab đánh với nhau vui vãi à. Ui sao chán thiệt đó chứ. Bên mình thất thế rồi. Thua rồi, cái này là thua rồi. Mình giết được Grab nhưng mà hai đứa kia nó cũng giết mình. Chắc lòng và thua hoài nãy giờ đi đang thua.
gì, tên thật của đối phương là Bo Hancock hả? Rồi Bo Hancock thì kẻ Bo Hancock đi. Tiếp tục nha, trận nữa. Yes. Đậu phỏng nãy giờ đi 2 trận, thua hết 2 trận. Trận hình thế mà còn thua. Senji nè, Senji Haki và Senji gì đây? Senji tiến quá sao á? Này là Usopp hả? Rồi được, trận hình này cũng được. Có mắt vô hâu nữa nè. Mắt vô hâu này mang lại Sushi Owen chứ làm gì? Rồi có tăng nội là ngon rồi đấy. Đây, bên nó cũng có mắt vô hâu, nó cũng bù lại rồi. Rồi thêm đi, thêm 200. Đó, giấc đi. Đặt ít nhất 200. Rồi 500 luôn, 700 luôn nè. Đấy. Nó đặt có 400 mà đòi mình đặt cao, mình đặt tới 700. Rồi thêm 25 nữa. Đặt tàn tàn rồi thôi. Tổng cộng là 900 rồi đấy. Rồi sao chưa được nữa ta? Tôi thêm 25 nữa nè. Đấy. Lẻ lẻ thôi chơi cho vui. Sao em? Rồi nhường cho mày đấy. Nhanh lẹ đánh rồi em. Quá thời gian của anh rồi. Em màu mè nãy giờ quá đủ đấy. Trận này có hai con búp nọ ở bạn, con này cũng được. Này à, heo là cái gì? Đặt thêm 1000 luôn hả? Ui thanh niên cứng. À, thanh niên này muốn chết rồi, toàn bội luôn nè. Thích thì chơi với anh. Đấy, được. Rồi, nó chuẩn bị xong phim với mình rồi bạn ơi. Thằng này nó cương với bác sĩ Cường. Nó thấy trận hình nó mi hấp với mắt nhiều hâu rồi nó khoái, ai dè thua với mình. Thảm bại cho coi nè. Rồi, để mình cho nó thấy cái cảnh. Xem dây xuống đây, shop đi đây. Rồi, trận hình này chuẩn rồi đó. Rồi để tao coi mày ăn với ăn tao bằng cách nào. Ui xì bên mày đánh trước thì kệ bên mày để làm gì được. Làm gì được cho nhau. Ui xì mình đặt chopper trước rồi anh. Ai cho nó giảm nổ mình đi. Ăn càm đi, ăn đòn đi. Ôi, xì, trận này mình win chắc rồi bạn ơi. Không thể nào mà thua được cái trận hình ngu người này được. Ăn cám đi em. Ui xì đập hội đầu Mr. 2 thảm luôn. Ui tao cho mày có nổ luôn á. Ai chưa có nổ liền các bạn thấy không. Hồi máu chưa. Ê ngon. Ui xin nó có nổi nó cũng giảm mít chắc bờ mình chứ làm được gì mà. Ui thằng Mr. 2 này có 3-4 bầu rồi chết. Ủa vậy? Cái ông Rima nó có nổi nhanh vậy? Ui ăn cám này bạn ơi, thằng Quách Dừa Hâu có nổi được kìa. Ui rồi mẹ ơi phòng ghê này ca. Bao từ từ nữa chứ. Mày là con. Bây giờ mình biết mà xem gì tiếng quá. Ui xin gãy ngứa làm gì em. Mr. 2 thì lo mà về. Về cái số 2 chơi đi chứ. Ôi mẹ có cả hồi máu à. Hồi máu à. Rồi mày cứ đợi đấy. Rima không thể tích nổ rồi nha em. Không có chẳng đòn à. Ừ con Lily có nọ rồi. Bây giờ cứ búp tàn tàn nọ cho nhau thôi. Thôi thôi thôi. Tụi mày sao mà ăn tao được. Ăn đòn đi. Ui xì lại đá suốt ngày biết đá rồi. Nó ra mắc vô hâu phâu nó coi. Nãy giờ nó phâu ngứa mắt quá. Nhìn chướng cả mắt. Ăn đòn rồi con. Rồi gần chết nè. Một tuần nữa. Một tuần là chết. Thằng Usopp nó phâu phụ rồi mà. Đây, mình cảm thấy trận hình này mình có khả quan rồi đó. Dân chơi đặt có vẻ nhiều DA đấy. Trận này mình ăn cái ăn hơi bị khẩm á. Ăn hơi bị khẩm á. Rồi Mr. 2 banh xác với mình. Ui á, Senji sắp chết rồi kìa. Trước khi chết phải phao đường cái chứ. Rồi ngon. Ui xì gãy ngứa chứ làm gì mà. Ui giảm đi chứ. Thằng Mr. 2 này hình như là giảm trăm nổ khí hay sao á. Đúng rồi, chắc là giảm trăm nổ khí á. Rồi, chuẩn bị tinh thần chết cho em. Rồi, mình đã khử được hai tên. Bây giờ khử ba tên này nữa là xong thôi. Trước khi chết còn để lại một dấu ấn nha các bạn. Bây giờ thì nó trắng máu nhưng mà mắc dù hâu sẽ bị tốn một lần nọ. Nó bất lợi đấy, như thế là bất lợi đấy. Bất lợi đấy. Rồi cho mày hồi máu thoải mái luôn, không sao cả. Mày hồi máu bên tao cũng biết hồi máu vậy. Cũng biết hồi máu. Ui giời hầu phát nữa ông máu chơi bời gì nữa. Ui xì không xin nhê. Giờ bên mình có hai mắc nọ rồi, không có sợ nó nữa. Win này, trận này là win này. Thua nữa thôi chắc mình đập máy bỏ game luôn á. Lần này bỏ game thiệt luôn, bây giờ không danh dự luôn á, thua bỏ game luôn á. Chát đẹp ơi, lì lợm nãy giờ đâu rồi. Rồi quên nữa bạn ơi. Ui xì cho nó phao chết con ly của mình luôn, cũng chả được ít lợi gì. Bóp nọ lên. Đánh một phát nữa nè. Rồi bây giờ thì cái gì á. À nha, ghê, được được. Mày phao thì uổng phao mày thôi chứ. Mắc nhiều hao phao con ly mình cũng chết mà. Hay nha. Ăn kiếm của tao đi. Rồi xong rồi đó bạn. Trận hình này là nó nát tem với mình rồi. Ui sao yếu quá, thằng Usopp này yếu quá, yếu hơn mắc dù hao nhiều. Ui sao phao chưa chết thì làm gì, bật bảo kích mà còn không chết nữa thì ăn uống cái gì. Rồi xong phim bạn ơi, trận này giờ không lẽ mình chắp tay kêu xin thua sao trời. Tên thiệt của nó là Bella Remy hả, phải không? Tí để mình lấy cái tên thiệt của nó coi. Ui sao chết luôn rồi các bạn, mạnh gớm không? Thanh niên có vẻ nguy hiểm đấy, nguy hiểm đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau cân tem. Bây giờ không lẽ máu mình dày mà không lẽ thua thằng này sao trời. Sự nhục nhã nó như mình thua chắc thiệt, bỏ game luôn quá.
mẹ con. Rồi hai phát nữa, chính xác là hai phát nữa. Hên xuân chấp bờ mình nó đấm là phát nữa chứ mấy, chấp bờ đấm cũng mạnh lắm á. Rồi được năm xị chết trong em rồi, chết luôn. Quét mình thắng được 26.000 thôi các bạn, ăn là ăn khẩm luôn á. Ui lên 26.000 quá ngon bạn ơi. Thôi không chơi nữa, dân chơi đặt cho cố do rồi, rồi bị thua mình thảm bại với làm được gì. Ui, ai chuẩn bị chi vậy, không quay lại được luôn rồi. Đấy, cả clip tới đây nha các bạn, clip mình cũng khá dài rồi. Hôm nay có một trận thắng ngoãn bục của mình, giành được mấy chục ngàn luôn, quá ngon. Rồi từ 14.000 mình lên được 26.000, mặc dù là thua hai trận đầu. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình, nhớ subscribe cho mình cũng như là kích quảng cáo cho mình thật là nhiều nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn một buổi tối thật là tuyệt vời nha. Ok bye bye. Gì đây, thời gian đã hết hả? Nói dẹp đi, anh có chơi đâu hả?